Xin chào các bạn. Hôm nay mình rảnh rỗi thì mùa hè Bắc Âu thì mình đi dạo dạo rồi hái một số vinbär về làm rượu các bạn. Đó thì mình đi dạo các bạn, đây còn thấy không, đây là cái trái trái mâm xôi các bạn. Đó thấy không, rất là nhiều các bạn ơi, nó ngọt đầy hết á. Mình đi dạo dạo khu vực cũng gần nhà mình nè các bạn. Đó, để cái khu rừng này, gần nhà mình nè. Đó, mình đi dạo mình thấy cái đó có những cái trái mâm xôi nè, đó cũng nhiều lắm á. Thì mình hái ít, cái này nó cũng có được nhiều lắm, là mình hái ít để ăn thôi, cũng cái này cũng sử dụng nhiều các bạn. Nó rất ngọt các bạn. Đó. Thì mình đi dạo dạo khu vực gần khu rừng mình để mình kiếm coi có blåbär không các bạn. Đó, đây là cái gì, là cái trái mâm xôi các bạn. Đó thì mình đi đến khu vực bên đây. Đó, khu vực này thì nó cũng có một số ít blåbär các bạn. Đó, ít blåbär nè, tại vì mình đi không có đem cái đồ hái theo nên mình chỉ quay lại thôi. Mình đi tìm cái chỗ trước xong rồi là ngày mai mình đi rảnh thì mình đi lại mình hái sao các bạn. Đó cũng không có nhiều các bạn. Đó thì khu vực gần nhà mình thôi, thì lượng nay mình cũng chưa có đi xa, để hôm nào mình cũng đi xa mình hái nhiều các bạn. Đó bạn thấy không, này cũng nhiều lắm á. Nó lên nó chín rồi, vậy chín hết rồi các bạn ha. Nhưng mà năm nay như nó không có mưa nhiều nên nó trái nó không được lớn các bạn, nhìn cũng nhiều ha. Đó thì mình để dành đây nha, ngày mai bắt đầu là mình sẽ đi hái các bạn. Hôm nay thì mình không có đem theo đồ hái, bây giờ mình đi dạo dạo mình kiếm coi chỗ nào có là để mình đi hái nha các bạn. Đó, cũng thấy nhiều các bạn ha. Ngày mai bắt đầu mình hái, mình sẽ về làm cũng làm rượu mình chia sẻ các bạn nha. Đó thì đi một vòng thì gửi tới có khu vực gần nhà mình, chỗ này thôi là đã có cái này kêu bằng cái ở đây kêu bằng cái là Vinbär các bạn. Vinbär thì có người gọi là nho chuỗi hạt các bạn. Đó thấy không, đó nho chuỗi hạt cũng là nó, nên mình thấy hôm nay cái này nó cũng chín nhiều nè. Bây giờ mình hái còn số chưa chín các bạn, mình hái cái mớ này để về mình làm rượu vinbär các bạn. Đó trái rất là đẹp, trái chín đỏ nhìn thấy đẹp phải không. Đó đây có người thì kêu là nho chuỗi hạt các bạn. Đó còn mình ở đây thì theo tiếng Thụy Điển coi là vinbär, mình hái về lại là bắt đầu làm rượu đó các bạn. Đây các bạn, đó mình hái về được như đây các bạn, hai cái nè. Cái hũ này chắc cũng biết hũ này vừa hơn. Giờ bắt đầu mình làm rượu nha các bạn. Đây rất là đơn giản các bạn ơi. Đó chúng ta bỏ vô, thấy không? Cái bỏ lớp này lớp đường thôi. Đó đó rất là đơn giản, và cái này còn không có gì khó đâu. Đó ta bỏ lớp vậy xong rồi ta bỏ đường vô, ta rắc đường lên các bạn. Mình thì không có lường các bạn ơi, không có biết bao nhiêu đâu, mình làm đại các bạn. Đó thì cứ một lớp vinbär rồi một lớp đường, cái lớp vinbär lớp đường thôi các bạn, rất là đơn giản. Đó đó bỏ lớp vậy xong cứ bỏ đường vô các bạn. Mình thì không có lường gì hết các bạn, mình Để lên thấy phủ một lớp đường phủ lên trên là được. Rồi cái này Vinbär này nó hơi chua các bạn. Nói chung là nếu như các bạn mình làm bằng Blåbär thì nó ngọt tí ha, nó đỡ. Còn này là cái Vinbär này nó hơi chua nên mình làm mình cho thêm xíu đường cũng được. Mình làm hơi gấp các bạn ha, mình đổ cho nó ra ngoài để không sao đâu. Cái nào mình thấy thì mình bỏ đi. Đó thì đó, mình cứ một lớp đường, lớp Vinbär chỉ có vậy thôi là xong các bạn. Thì trước giờ mình làm mình cũng không có đo lường các bạn, nên mình cũng không biết bao nhiêu đường nhiêu, hay là mình chỉ phải biết mình đẩy lên kính đường lên kính lên vậy là được các bạn. Đó, cái kính lên về được rồi. Ở đây mình tiếp tục cho cái này vô luôn. Đây các bạn. Mình cho chút xíu này nữa là đầy rồi các bạn. Đó. Được rồi bạn. Đó, vậy là như vậy là thấy được rồi bạn ơi. Tại vì nó còn phải có cái độ mà nó lên ga này các bạn. Đó, nó kiểu như lên men á. Đó. Rồi. Vậy là xong các bạn. Rồi vậy ta đậy lại. Đó, tủ cái này nếu mà để lâu thì lâu càng tốt rồi, nhưng mà khoảng sau 3 tháng là chúng ta có thể chắc ra ta pha với rượu đồ uống được các bạn, rất là ngon. Đó. Thì cái clip này mình chia sẻ các bạn cách làm rượu Vinbär. Nó rất là đơn giản, hái về xong rồi ta làm rượu vậy thôi. Nó giống như là mình làm rượu rượu nho rồi đó các bạn, y chang vậy thôi. Đó, mình hái Blåbär thì mình sắp tới mình hái Blåbär về mình cũng làm y chang vậy bạn. Để năm nào mình cũng làm xong rồi mình tới mình để một năm mình uống các bạn ơi, để một năm cho nó ra, bởi vì mỗi năm mình dắt ra mình uống rồi. Đó. Vậy chỉ là đơn giản vậy thôi. Bây giờ mình cũng xin kết thúc clip này ở đây các bạn. Nếu mà các bạn cảm thấy hay thì yêu thích mình hãy cho mình xin một like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đây, mình nha các bạn. Đó, thì cái cách làm rượu là đơn giản như thôi, không có gì khó hết. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ, thành công nhé. Ai muốn thích làm rượu Vinbär thì làm giống mình để uống thử đi nha. Bye bye cả nhà, chúc cả nhà một ngày vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.